mình cảm thấy Carnival rất là vui, thực sự là không khí rất là sôi động. So it was my first carnival here, but what I see is really fascinating. Everything looks so professional. Mình rất là vui vì đây là lần đầu tiên cả gia đình mình được tham gia Carnival của RMIT. Mình rất bất ngờ vì có rất đông người tham gia và có cả các bạn nhỏ nữa. Có rất nhiều trò chơi cho các bạn nhỏ. Mình rất là vui ạ.